Mà đây tốn điện thoại thì còn gì thì nó thấy trên đấy làm gì nữa. Còn bao nhiêu phần trăm pin? Cái gì đó? Đợi chót à? Còn bao nhiêu ấy? Đưa con tắm sạch rồi. Làm một con tí, con móc rồi. Đó, mình vừa báo xong. Nếu cái ca nào tự dựng.
trong này mùa hè nóng này vẫn được mà. Cái áo áo, áo cộc bên trong với cả thêm cái áo mỏng bên ngoài.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Okay.